Anh chị, hôm nay là mỗi chương trình ngon ha. Thanh lý mấy cái than nhôm mới mua nè anh chị, rất là ngon luôn. Rồi những cái sản phẩm là máy máy rửa xe đời đời trước và đời giữa và đời mới nhất là anh chị mình thấy cái đời Pro Max nè ha. Cái mẫu này mới vừa ra luôn, hệ Gen 3 nha anh chị. Mẫu này là Gen 3 Pro Max nè ha. Cái mẫu này, cái máy rửa xe này là M21 SGX 1405 Pro Max. Motor thì chạy từ có 4 cấp số luôn anh chị ha, 4 cấp số điều chỉnh luôn. Tương đương với một cái máy 450W của máy điện. Thì bây giờ anh chị mình sẽ cùng Hồng Nhiên xem cái máy này test trước tiên đi, sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị. Cái mẫu này rất là ngon, cực kỳ mạnh luôn ha. Rồi ok, bây giờ mình test nè. Cái hệ này á, đời mới nó rất là hay luôn ha. Chỉ cần nhét này vô là ok, xong rồi đó, cần đẩy này vô là đẩy ra ha. Còn này mình bỏ vô thùng nước. Dây này là dây xịn nè anh chị, dây đời mới, dây lớn nè. Và cái cục này nó rất là nặng, có cục chì á, nặng, bỏ vô thùng nước. Rồi qua xịt nha. Cái này là mình có thể mình chỉnh các cái cấp độ của nó nha. Đó, chỉnh cấp độ. Với lại ở đây là anh chị mình thấy mới chạy số 3 nè. Có đồng hồ hiển thị ở đây số 3 nè, báo pin đồ luôn hả. Giờ mình tăng lên số 4 đi cho nó mạnh nha. Đó, phải không? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái đầu vô, mình thay cái đầu, mình xịt bình bọt tiết trước cái đi nha. Để bình bọt tiết vậy nè, bỏ cái này vô mình xoay cái mình xịt bình bọt tiết, mình có thể điều chỉnh được ha. Đây mình điều chỉnh nè, đó, điều chỉnh là gom xẻ đây nè, nè thấy không. Quá ngon luôn ha, bình bọt tiết xịt rất là ngon luôn á. Hay là cái này điều chỉnh đây coi. Đây anh chị, nếu mà anh chị mình xài á, cục pin này á, cái máy này nặng ký tư ha. Mình không thích cục pin này á, mình mua cái sợi dây vậy nè anh chị, đeo đây để sẵn luôn. Đó, vô dày cho nó nhẹ, đó chỉ ký tư thôi, mình xịt cho nó nhẹ nhàng, cầm lâu nó vẫn nhẹ nhàng ha. Thì mình có thể mình xịt mạnh đi. Đó, à, xịt gầm đó kiểu nè. Còn số 3 ha, tăng số 4 nè. Mạnh nè. Ok á, khá là mạnh mẽ ha. Đó, chỉnh xòe, chỉnh gom. Có thể mình chỉnh tưới cây đồ kiểu được luôn nè, 40 độ nè. Đó, mình chỉnh tưới cây là vậy nè. Thấy không? Rất là ok, anh chị nhìn thấy cái tia nó lớn rồi không? Đó, tưới cây bự nè. Đó, rất là nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ so sánh những cái máy, xem cái máy đời đầu với cái máy này nó cái nào mạnh hơn nha. Bây giờ anh chị thấy nè, cái bét này là cũng là bét gom nè, thấy không? Đó thì cái này là giờ mình sẽ so sánh, cái này là nó nói là về cái này là 53, còn cái này là 53.3, ấy 55.3 thì sẽ xem này nè. À, anh chị nhìn nè, thấy không? Lượng nước ha. Đó, ok, mình sẽ nhìn này lượng nước. Đó, nhìn sức mạnh ha. Đó, ok, mình sẽ nhìn hai thằng. À, hai thằng. Thế nào mạnh hơn anh chị? Nè. Gông gieo đồ xịt, anh chị xịt thoải mái ha, gông gieo đồ xịt vô tư thoải mái ha. Không lành luôn ha. Rồi nhìn vậy mình cũng khó biết, nhưng mà nhìn này chắc chắn nó mạnh hơn rồi. Ở đây anh chị mình sẽ nhìn đây nè, nhìn đây nè ha, nó sẽ bắn lên trên này nè anh chị, bắn lên trên này ha.
353 gram. À, 353 đi, 355 để gần ha. Đó, 350 mấy mình bắn về sức mạnh là mình thử mình biết ha. Rồi đây mình sẽ thử lên. Rồi ở đây khủng mình cũng để gần ha. 450 mấy luôn, đúng không? 453, anh chị thấy rõ đúng không? Đó, 455 đó, tức là mình thấy giữa cái đời này với đời này sức mạnh nó khác biệt rồi đúng không anh chị? Đó, sức mạnh là khác biệt rồi đó. Mình chỉ thử cái này tí xíu thôi, còn bây giờ á là sẽ cho anh chị mình thấy cái này nó còn một cái điểm lợi hại nữa. Anh chị mình có thể là mở cái này ra, ví dụ như mình có một cần rồi đúng không, bây giờ mình dứt thêm cần nữa. Đó, mình dứt thêm cần nữa thì cái cần này chỗ này có thể tháo ra được. Cái này nó có thể là đảo gốc để bắn gươm, bắn xòe, rồi bắn dưới gầm đồ kiểu thì thằng này nó cũng có thể chỉnh được. Ví dụ như anh chị thấy này nó thẳng nè đúng không? Ok, anh chị chỉnh ở trên này được, chỉnh xòe đồ các kiểu là trên, nó chỉnh trên này được luôn. Thế nó bẻ gốc đây được nè. Đây cho anh chị mình có thể chỉnh đây nè. Đó, chỉnh qua chỉnh lại đây cho nó bóp lại nè, chỉnh thẳng nè ha. Bóp mở ra là xòe nè anh chị. Đó, ví dụ nó xòe nè. Thẳng chứ, con này nó mới xòe nè. Đó, mình chỉnh được ha. Đó, nó xòe vậy nè. Đó, mình chỉnh xòe được, chỉnh gom lại được. Đó, rồi. Ví dụ như chú anh chị bẻ cái này lên, đứng bắn ở dưới, bắn lên góc nè. Ồ, nó mạnh lắm á nha. À, bắn gầm đồ kiểu nè. Đó, thấy ngon không? À, đó. Anh ok quá luôn á, không đó, mấy chỗ này hay á, đó bắn trong gốc trong kẹt rồi quá ngon luôn đó. Ok, một cái bét mình có thể làm được nhiều thứ rồi. Anh chị mình thấy rất là rõ về cái máy này, bây giờ giới thiệu cho anh chị cái máy này, cho anh chị mua cái máy này mới là ngon nè. Rồi ok, anh chị mình thấy là một cái máy hệ Gen 3 của Deadton lần này nâng cấp. Phải nói hồi trước giờ cái mấy cái hệ này là nói về máy rửa xe pin là nó là trầm rồi đúng không, nhưng mà bây giờ nâng cấp đúng là Deadton, chỉ có Deadton nó mới nâng cấp mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều nâng cấp của anh chị. Thì anh chị mình thấy cái mã này nè nó có rất là hay nha. Cái mã này thì nó sẽ bên trong nó có cái thùng kiểu như vậy, anh chị biết rồi ha. Rồi giới thiệu cho anh chị nè, cái mẫu của nó là M21 là biết rồi ha. Cái đời của nó là 1405 rầu mát, thì chân pin là phổ thông. Cái motor của nó là chạy động cơ từ, không có chổi than. Rồi nó nói là ở số 1 của nó là 2,7 lít một phút thì khi đó 15 bar áp lực nè. 3,2 lít thì 30 bar. 4 lít thì 45 bar và maximum là 5 lít là 55 bar là nước tiêu thụ anh chị ha. Thì ở đây anh chị mình sẽ thấy tương ứng nè. Thì ở đây quý anh chị mình thấy nó chạy nó sẽ có số 1 nè ha. Rồi số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè. Nói chung mình làm cái gì cũng được, có báo pin luôn. Tức là mình rửa anh chị mình thấy về những cái đồ phụ kiện nó đi theo mình mới khoái. Rồi về chức năng ở trên máy, dụ như anh chị mình thấy mình đẩy qua một cái ok, mình khóa lại giống như là trẻ em đồ cũng muốn bấm máy cũng không được, đúng không, nó khóa lại nè. Đó anh chị mình xài đẩy cái này qua là ok, nó mới bóp được nè ha. Đó, động cơ từ. Rồi kế tiếp một cái nữa là ở đây anh chị mình xài lâu á, ví dụ mình mỏi tay đó mình bấm là anh đẩy cái này qua ok là nó chạy luôn, đúng chưa? Đó ok, rất là hay luôn đế tông này thiết kế. Rồi ở bên này thì anh chị mình thấy là về diện mạo của nó là mẫu mới hoàn toàn. Nói về mẫu mới thì anh chị mình sẽ thấy là cái máy này nó dài, nó cái cân nặng của nó là 1,4 kg. Chiều dài của cái máy không ha là 28 cm anh chị ha. Còn cái chiều cao đứng á, là anh chị mình đo tới cái đỉnh đầu này luôn đi, chiều chỗ cao nhất đi là nó nằm khoảng 35. Rồi đi theo máy nó sẽ làm sao, nó có hai cái cần như vậy, hai cái cần, mỗi cái cần của nó tầm gần 30-28 thì nó dài ra hai cần, là anh chị mình thấy kiểu vậy nè, hai cần của nó là nó dài ra cho anh chị mình nói hai cần thì nó dài đâu đó khoảng 55 hai cần đó, mình có thể nói lại hoặc mình có thể chia lẻ nó ra đó. Thì trên cái cần của nó, một là nó đi theo phụ kiện cho anh chị nè, một cái bình này anh chị điều chỉnh được nè ha, cái bình bột tiết đi theo. Rồi một cái bét sáu chia đi theo. Rồi cái bét này anh chị thấy nãy Hồng Nhiên test lợi hại chưa, tức là anh chị mình chỉnh chỗ này nè là nó gom và nó xè, là chỉnh chỗ này nè nó cái đầu này anh chị thấy là nó tóp lại là nó chỉnh xè, còn nó mở ra là chỉnh gom đó. Rồi nó có thể quay tới quay lui
đó, quay qua quay lại 360 độ vậy để anh chị bắn gốc bắn gầm nữa kiểu, rửa máy lạnh nữa kiểu là nó đó. Rồi ví dụ như mình không xài, anh chị mình đè vô, đè chỗ này vô vậy nè, ok mình xoáy ra lấy ra, mình có thể gắn bét vô đây được, hoặc là mình không xài này nữa mình xoay cái này ra lấy cái này ra, ok mình nhét vô chỗ này, ok mình xoay lại là mình điều chỉnh trên này, bét nào cũng có hết anh chị thấy, độ mạnh là thấy ok khoái rồi đó. Đó thì chân nó là chân pin M21 có 4 số, đây là mẫu mới nhất. Cái thùng của nó là như thế này, đây cái thùng của nó là như thế này anh chị ha, nó đi theo cái thùng dày và cái vỏ, cái vỏ bọc bên ngoài của nó là cái vỏ này ha. Đó thì cái dây của nó anh chị thấy là cái dây của nó kiểu như vậy nè, thì anh chị mình thấy cái dây của nó thiết kế rất là hay. Thay vì lần trước á là anh chị mình những cái mẫu lần trước anh chị mình nhét chỗ này, nhét kiểu như vậy nè anh chị, đôi khi có nhiều anh nhét không có vô sát là nó không hút, nó bị xì đúng không. Còn bây giờ nó thiết kế kiểu này á là anh chị mình ví dụ như mình muốn lấy ra, ok mình nhấn chỗ này ra mình lấy kéo mạnh, nó có phốt đàng hoàng, nó hai lớp gòn nè anh chị thấy không, nên nó kính lắm. Anh chị nhét vô cái cạch một cái là ok xong phim phải không. Đó thì đại khái là cái mẫu lần này có hai màu, màu xanh và màu xám, màu xám mà có điểm trắng nữa, màu xám mà có điểm trắng trên này nữa. Giá thân máy là 1,5 triệu một cái thân máy ha, 1,5 triệu. Thì anh chị mình thấy Hồng Nhiên hồi nãy có nhét vô cái cọng dây này, thì anh chị mình thấy nếu bình thường mình cầm như vậy một cục pin mình xài thì mình cầm lâu nó nặng, thì anh chị có thể mua cái bộ dây này thêm, mua bộ dây này giá của cái bộ dây này là 250 một bộ. Nếu anh chị mua kèm theo cái máy này là Hồng Nhiên chỉ tính cho anh chị mình 220.000 một bộ thôi, một bộ dây ha. Thì nó có kiểu này hoặc nó có kiểu đuôi chuột kiểu như vậy này, tùy theo anh chị mình chọn cái nào ha. Và giá của nó cứ 1,5 triệu là cái này, cái thân chưa có pin nha anh chị. Còn anh chị nào muốn mua pin thì Deadlock nó sẽ có pin 4A kiểu như vậy anh chị, 4A không, 4A 760.000 tặng luôn cục sạc đó nếu anh chị chưa có pin. Còn anh chị mua những cái đời cũ thì chắc chắn anh chị thấy nãy giờ cái này nó chạy nãy là bên 455 đúng không, còn kia là 355. Đại khái là cái mẫu ví dụ như đầu tiên này á là 433 thấy không, nó nâng cấp lên kia 53, còn bây giờ nó nâng cấp lên này 553 là maximum. Nhưng mà anh chị thấy giữa cái sự chênh lệch nó khá là nhiều đúng không, 100g thực sự nó rất là nhiều anh chị, mạnh lắm á đó. Thì anh chị thấy cái mẫu này ra là chắc chắn nhiều người cần rồi nè đó đúng không. Rồi anh chị mình mua cái này là bảo hành 6 tháng nha anh chị. Mình thấy Hồng Nhiên nói là Hồng Nhiên có hai cái thang nhôm bán thanh ly cho anh chị, mới vừa về luôn, mới về hai thang nhôm. Thì ở đây anh chị mình sẽ thấy cái cây này rất là chất lượng luôn không, cái thang nè nhìn chắc chắn anh chị, nhìn cái đế của nó không là anh chị, cái thang này nặng lắm nha, cái thang này hơi bị nặng đấy. Thì anh chị mình thấy cái mẫu này tới 3m2 là 6m4 anh chị mình thấy điểm bậc của nó 1 2 3 4 5 6 7 8 bậc đúng không, 8 bậc. Thì anh chị mình đó một bậc là 30 rồi, 8 3 24 cộng với cái chân cộng với đoạn này là nó ra là 6m mấy đó, 6m4 là 3m2. Cái thang này thì bán cho anh chị mình giá nó là 1,900,000 cái thang xịn á, 1,900,000 nè, thang này rất rẻ luôn nè. Rồi ở đây thì anh chị mình muốn có một cái thang vừa phải thôi, thì cái thang này là 2m8 là 5m6 đúng không, 2m8 cộng 2m8 là 5m6. Thì cái này nó có 1 2 3 4 5 6 bậc, 6 bậc đây anh chị ha. Thì ở đây nó có ghi rõ nè, em thấy đâu đây nè, 2m8 cộng cho 2m8 là 5m6 rồi đó, tải trọng cái nào cũng 150. Cái này là Nakata, còn cái kia là cái gì đó, nói chung là nhìn cái này nó dày dặn hơn cái này nữa đó. Thì cái thang bên này á nãy kia 1,9 triệu, còn cái này là 1,7 triệu ha, 1,700,000 anh chị. Nó hai nói chung là còn rất là liền lạc, rất là đẹp luôn. Nhìn cái nhôm anh chị, nhìn cái nhôm của nó anh chị biết nó xịn đó, nhìn cái nhôm này anh chị biết nó chắc chắn vô cùng luôn ha, nhìn rất là ngon. Ok mấy cái thang này giá này là anh chị lụm liền ha, giá này cực kỳ tốt luôn á. Đó là nói về hai cái thang nhôm ha, hai cái máy này cứ 1,5 triệu cái, anh chị mua máy này ngon, hệ mới nhất mạnh mẽ. Còn anh chị mình muốn mua những cái máy thổi thì anh chị mình sẽ thấy nó có thổi điện, anh chị mình rửa xe xong thì mình cần tới cái máy thổi đúng không, thổi điện như thế này. Thổi này là EB 800, tức là 800W. Cái nào mẫu này nó có màu xám, bữa Hồng Nhiên có giới thiệu màu xám cho anh chị rồi ha. Thì có điều chỉnh số, giá của nó là 500.000 đó, 500.000. Thì trong chương trình này anh chị mua cũng giảm cho 20 cho vui, không bây giờ không giảm, tặng cho cái thước có cái thước, tặng cho cái thước 500.000, tặng cho cái thước ok ha. Cái thước thì thước 5m đó, thước thước có phong thủy luôn anh chị, thước này có phong thủy luôn
đó, tặng cho thước 5 mét có phong thủy luôn ha. Đó rồi thì anh chị mình mua nếu mà cái đó là cái máy điện ha, còn anh chị mình mua cái máy lớn hơn là 900 EB là 590 ngàn, đó thổi là siêu mạnh, cái này thổi được hút được đó, 590 ngàn tặng cho cái thước luôn. Rồi ở đây là có cái máy thổi này, cái máy thổi này à, TB01, máy này nó dùng pin anh chị. Ví dụ như cái pin anh chị mình nhét cái đuôi này, cái đuôi này lợi hại lắm nè, cái đuôi này anh chị mình xài được nhiều thứ lắm nè, đó thấy không, thấy không, giảm nè, thấy không, nhẹ nhàng cầm cho nó nhẹ nhàng, đuôi có hai kiểu đuôi ha. Đó thì cái máy thổi này TB01 này giá bán cho anh chị mình chỉ có là 700 ngàn tặng cái thước luôn. Ừ ok, tặng cái thước luôn. Còn anh chị mình muốn lớn chà bá nè, nhìn cái máy chà bá lửa luôn, thì nó có hai dạng. Một dạng là 600 TL600 ha, 600M thì nó như vậy. Đó anh chị cầm thổi rất mạnh ha, turbo nằm đây. Đó mạnh nha. Đó thì cái mẫu này thì nó còn tương đối chưa có mắc, chỉ mới 850 thôi. 850. Còn nếu anh chị mình xài một cái mẫu cao cấp hơn là cái mẫu này nè. Cái mẫu này nó mạnh dữ lắm. TL01BL là mẫu này nè. Đó anh chị mình nhét cái này vô đây. Nếu mà thổi là anh chị mình nên xài những con dây này, tại vì pin càng lớn anh chị thổi càng lâu nè. Đây nhấn lên đây ha, nhấn lên đây anh chị giữ lại cái để coi, đây nở lên rồi nhấn ở đây cái là turbo. Đó anh chị mình thấy turbo thổi bay cân luôn. Ô giữ chưa, đúng không? Đó giữa xe xong thổi bao mạnh bao ngon. Đó ok, thì cái mẫu này là 1.390.000. Anh chị mà mua những cái quạt thổi này đó là Hồng Nhiên sẽ tặng cho anh chị một cái cây thước ha, tặng cho cây thước. Nhưng mà em nói anh chị, cái mẫu này hôm nay về 1405 Pro Max, cứ thằng Deston mà nó ra cái phiên bản Pro Max là anh chị lụm liền, tại vì nó ngon. Nó tất cả những cái tinh tí là bây giờ anh chị thấy cứ Pro Max, khi nào nó ra cái bản Pro Max là cái bản cuối cùng của nó, em thấy là vậy. Không, Pro Max là coi như không còn cái bản nào để nâng cấp lên được. Thì anh chị nhìn lại hai cái màu. Đây, một cái màu xám nè ha, Brake Dead Motor. Đó, nút nhấn chỗ này rất là hay ha. Rồi, ví dụ như quay qua bên này. Đó, anh chị nhìn thấy này. Đó, Deston dập lên này. Đó, ở trên này là thông số kỹ thuật của nó. Thì thông số nãy em đọc rồi, nó có 4 số. Số 1, số 2, số 3, số 4 chạy motor từ Brake Dead Motor ha. Đó cầm như thế này, nói chung này thiết kế là để cái máy đứng nè, với lại cầm về nó cũng cân cái máy, đỡ mỏi tay anh chị, đỡ rất là đỡ mỏi tay. Mua về có thể là vệ sinh nhà cửa, chuồng trại cũng được, nhưng mà số lượng nhỏ anh chị còn thôi, mình đi tạo mộ được kiểu là rất là ngon nè. Rồi rửa máy lạnh nè, nó có những cái bét gốc anh chị, bét gốc rửa máy lạnh rất là ngon, hay xịt gầm xe được kiểu. Nói chung là cái mẫu máy này anh chị xài trong nhà rửa hải sản ăn còn được nữa đó. Trong nhà là cái mẫu máy này khá là ngon ha. Nhớ anh chị, hệ Gen 3 1405 Pro Max của Deston. Đây là Hồng Nhiên nghĩ là nó là phương án lựa chọn là đỉnh nhất của thời điểm hiện tại để mà có một con rửa xe pin. Thì anh chị có nhu cầu về sản phẩm nào có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Đặc biệt là hai cái thân nhôm rẻ, cực kỳ rẻ luôn, hàng rất là chất lượng anh chị, mà giá đó là cực kỳ tốt. Thì anh chị có nhu cầu nào liên hệ liền ha, sớm ha. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều, có ý kiến thế nào để lại comment bên dưới. Nhớ đăng ký kênh của Hồng Nhiên để cập nhật nhiều video mới. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.